Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Jesu Kitô. Chương trình Thế giới nhìn từ Vatican xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Kim Phượng xin cảm ơn quý vị và anh chị em theo dõi chương trình này. Kính thưa quý vị và anh chị em, Thông tấn xã Fides của Bộ Truyền giảng Tin mừng cho các dân tộc cho biết, một linh mục Mễ Tây Cơ đã bị đâm túi bụi đến 15 nhát và đang trong tình trạng hiểm nghèo. Sau báo cáo này của Kim Phượng, Thùy Khanh sẽ đề cập đến diễn biến đáng âu lo khác là lần thứ ba giáo phận Hương Cảng ngừng các thánh lễ có giáo dân tham dự. Cuối cùng, Thúy Nga sẽ trình bày Hạ viện Hoa Kỳ đồng thanh lên án việc Thổ Nhĩ Kỳ biến Hagia Sophia thành đền thờ Hồi giáo và Syria sẽ xây cho các tín hữu Kitô một đền thờ Kitô giáo tương tự như thế. Linh mục ở Michoacán, Mễ Tây Cơ bị đâm 15 nhát dao. Trong bản tin đánh đi hôm 30 tháng 7, Thông tấn xã Fides của Bộ Truyền giảng Tin mừng cho các dân tộc cho biết, cha Augustin Patino đã bị đâm đến 15 nhát ngay trong nhà xứ của ngài ở giáo xứ Del Refugio ở quận Pricenas, Michoacán. Ba tên tội phạm đã xâm nhập với ý định trộm cắp và đã đâm ngài túi bụi khi bị phát hiện. Theo báo cáo ban đầu của cảnh sát địa phương, những tên trộm đã vào giáo xứ Del Refugio vào chiều ngày 28 tháng 7. Vị linh mục hiện đang vật lộn giữa sự sống và cái chết trong bệnh viện Uarapan. Trong thời gian gần đây, các giám mục Mễ Tây Cơ nhiều lần công khai bày tỏ sự thất vọng đối với Tổng thống Andres Lopez. Trong chiến dịch tranh cử hồi năm 2018, Andres Lopez hứa hẹn sẽ có các phương án vãn hồi trật tự tại Mễ Tây Cơ. Ông thắng cử dễ dàng vì người dân Mễ Tây Cơ âu lo trước tình trạng an ninh trật tự dưới thời Tổng thống Enrique Nieto. Tuy nhiên, từ ngày ông Andres Lopez cầm quyền, tình trạng xem ra càng thê thảm hơn. Ông thực ra chẳng có đối sách gì cả và ngày càng lúng túng trong việc điều hành đất nước. Tháng 10 năm ngoái, trong một diễn biến hết sức bi đát, giáo phận Cuernavaca đã phải đình chỉ tất cả các thánh lễ buổi tối vì tình trạng bất an trong thành phố và bang Morelos. Ngay cả lễ đêm Giáng sinh cũng bị hủy bỏ. Từ năm 2012 đến nay, 27 linh mục đã bị giết tại Mễ Tây Cơ. Đất nước này tiếp tục là quốc gia nguy hiểm nhất trên thế giới đối với các linh mục. Theo nhận định của cha Omar Sotelo, là giám đốc trung tâm truyền thông đa phương tiện Mễ Tây Cơ. Bạo lực chống lại hàng giáo phẩm đã tăng lên trong những năm gần đây mà không thấy có những hành động cụ thể nào để ngăn chặn nó. Dân chúng luôn phải đối mặt với những tội ác. Chúng ta biết rõ điều đó, nhưng bây giờ trên hết, chức tư tế đã trở thành một chức vụ nguy hiểm. Trong 9 năm qua, Mễ Tây Cơ là nước có nhiều linh mục bị giết nhất trên thế giới. Lần thứ ba, giáo phận Hương Cảng ngưng các thánh lễ có giáo dân tham dự. Giáo phận Hương Cảng đã đình chỉ vô hạn định tất cả thánh lễ có giáo dân sau khi các trường hợp nhiễm COVID-19 gia tăng trong làn sóng lây nhiễm thứ ba tại đây. Trong một thông cáo trước đây, Đức Hồng Y Gioan Thang Hán, giám quản tông tòa của Hương Cảng nói rằng các nhà thờ và nhà nguyện sẽ phải ngưng tất cả thánh lễ có giáo dân từ ngày 15 đến 28 tháng 7, để giảm thiểu nguy cơ lây truyền trong cộng đồng bao nhiêu có thể. Tuy nhiên, hết hạn trên, giáo phận đã phải đình chỉ vô hạn định tất cả các cử hành phục vụ có công chúng tham dự. Đức Hồng Y đã yêu cầu các tín hữu tham dự thánh lễ Chúa Nhật online trên trang web của giáo phận. Trang web này cũng truyền phát các thánh lễ hàng ngày và các cử hành phục vụ khác. Đức Hồng Y cho biết, các giáo xứ vẫn mở cửa nhà thờ cho các cá nhân đến cầu nguyện. Người dân phải đeo khẩu trang, khử trùng tay, đo thân nhiệt và giữ luật khoảng cách xã hội. Ngài cũng yêu cầu ngưng cử hành các bí tích như rửa tội, rước lễ lần đầu và thêm sức. Đối với các đám cưới và đám tang, Ngài hướng dẫn rằng không quá 20 người tham dự. Đây là lần thứ ba giáo phận Hương Cảng phải ngưng các thánh lễ có giáo dân sau khi đại dịch bắt đầu lây lan.
Lần thứ nhất, thánh lễ bị đình chỉ từ ngày 14 tháng 2 và được cử hành lại từ ngày 1 tháng 6, sau hơn 3 tháng đình chỉ. Chính quyền đặc khu hành chính Hương Cảng đã áp dụng một biện pháp giữ khoảng cách xã hội mới nghiêm ngặt từ nửa đêm ngày 14 tháng 7. Nghiêm ngặt nhất tại trung tâm tài chính Á Châu này kể từ khi đại dịch bùng phát vào tháng Giêng. Chính quyền đã giảm các cuộc tụ họp tập thể từ 50 người xuống còn 4 người. Một biện pháp được áp dụng trong đợt lây nhiễm thứ hai vào tháng 3. Các trường học phải đóng cửa từ ngày 10 tháng 7 và kỳ nghỉ hè diễn ra giữa bối cảnh lo ngại về một đợt lây nhiễm mới trong lãnh thổ này. Những người sử dụng phương tiện công cộng phải đeo khẩu trang. Người vi phạm có thể bị phạt 5.000 đô la Hương Cảng, tương đương với 645 đô la Mỹ. Hạ viện Hoa Kỳ đồng thanh lên án việc Thổ Nhĩ Kỳ biến Hagia Sophia thành đền thờ Hồi giáo. Dân biểu Gina Titus đã dẫn đầu một nỗ lực tố cáo Thổ Nhĩ Kỳ gây căng thẳng tôn giáo trên toàn thế giới khi biến Hagia Sophia thành một đền thờ Hồi giáo. Hạ viện Mỹ đã đồng tâm nhất trí thông qua một tuyên bố do dân biểu Gina Titus, đơn vị Nevada đệ trình nhằm phản đối Thổ Nhĩ Kỳ. Tuyên bố HR 7608 kêu gọi Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ chính thức tố cáo Thổ Nhĩ Kỳ gây ra xúc khắc và trà đạp tình cảm tôn giáo khi thay đổi trạng thái của Hagia Sophia, một di sản thế giới đã được UNESCO công nhận và là một di sản tinh thần đáng kể đối với người dân của nhiều tín ngưỡng. Khi Hạ viện Hoa Kỳ đang thực hiện cuộc thảo luận này, Tổng giáo mục chính thống Hy Lạp tại Hoa Kỳ là Đức Tổng giáo mục Elphidophorus đã có mặt trong một cuộc họp tại Tòa Bạch Ốc với Tổng thống Donald Trump và Phó Tổng thống Mike Pence để bày tỏ mối quan ngại của Giáo hội Chính thống giáo Hy Lạp trong việc biến Hagia Sophia thành một đền thờ Hồi giáo. Trong khi đó, chính phủ Syria đang có kế hoạch xây dựng một bản sao của đền thờ Hagia Sophia với sự hỗ trợ từ Nga, như một sự phản đối quyết định của Thổ Nhĩ Kỳ biến nhà thờ chánh tòa Byzantine nổi tiếng trở lại thành một đền thờ Hồi giáo. Theo các phương tiện truyền thông của Liban, Đức cha Nikola Babaki, Tổng giáo mục chính thống Hy Lạp của Hama, đã phê duyệt việc xây dựng một nhà thờ mới, được xây dựng như một bản sao của đền thờ Hagia Sophia tại thành phố Skalabia, nơi có đa số dân theo chính thống Hy Lạp. Thời báo thành phố Hy Lạp cho biết ý tưởng cho nhà thờ mới bắt nguồn từ Nabila Abdullah, một nhà lãnh đạo của lực lượng quốc phòng nhóm ủng hộ chính phủ Syria. Abdullah đã hiến mảnh đất, trên đó nhà thờ mới sẽ được xây dựng. Ông cũng đảm bảo chấp thuận dự án cũng như sự hỗ trợ từ các quan chức Nga, hiện đang giúp lên kế hoạch xây dựng nhà thờ. Nga đã hỗ trợ chính phủ Syria chống lại phiến quân được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn ở phía Tây đất nước trong cuộc nội chiến đang diễn ra ở Syria. Đền thờ Hagia Sophia, sự khôn ngoan của Thiên Chúa, được xây dựng vào năm 537 như nhà thờ chánh tòa của Tòa Thượng phụ Constantinople. Năm 1453, sau khi đế quốc Ottoman chiếm thành phố này, đền thờ bị biến thành đền thờ Hồi giáo. Năm 1934, đền thờ được chuyển thành bảo tàng viện. Ngày 10 tháng 7 năm 2020, Tổng thống Recep Tayyip Erdogan của Thổ Nhĩ Kỳ đã ký sắc lệnh biến nó thành đền thờ Hồi giáo. Và ngày 24 tháng 7 năm 2020, buổi cầu nguyện đầu tiên của Hồi giáo đã diễn ra trong đền thờ. Các vị lãnh đạo tôn giáo trên toàn thế giới, trong đó có Đức Thánh Cha Francisco, đã lên án việc thay đổi này. Đức Thánh Cha nói rằng, Ngài rất đau lòng khi đền thờ Hagia Sophia bị biến thành đền thờ Hồi giáo. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em giúp phổ biến rộng rãi chương trình này đến với gia đình, thân quyến và bạn bè xa gần như một cách thức để truyền giáo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình tới. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.